Tôi vừa đi Âu trở về thì cái câu hỏi của độc giả cũng rất là ý nghĩa. Để mà có một cái niềm tin chiến thắng và những cái thành tích thì có rất nhiều những cái yếu tố để dẫn đến là cái sự thành công. Trước hết là về cái bản thân con người, yếu tố con người là chúng ta phải có một cái sự rèn luyện và làm việc một cách nghiêm túc. Tôi thì trong suốt quá trình dài tham gia thi đấu chuyên nghiệp thì ngay từ những ngày đầu tôi cũng được các huấn luyện viên và những người đồng nghiệp cũng đã góp ý và thường xuyên trao đổi với tôi về những vấn đề trong công việc. Và qua những cái sự trải nghiệm cuộc sống thì tôi thấy rằng là bằng cái sự va vấp của mình cũng như là các cái kết quả mà mình đã đạt được thì tôi thấy rằng đó là một cái quá trình mà có thể nói là bền bỉ. Và mình cũng phải khẳng định rằng nếu như trong cuộc sống chúng ta không bất cứ một điều gì đó chúng ta coi nhẹ thì kết quả sẽ không đạt được theo yêu cầu chúng ta mong muốn. Và nhất là trong thể thao thì để mà chinh phục được và vượt qua được cái chính mình, vượt qua được cái khó khăn thì chúng ta cái nghị lực thì đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và sống có trách nhiệm với công việc của mình, trách nhiệm với cái sự quan tâm của cấp trên cũng như là của cái lòng mong mỏi của đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Thế thì đó là cái mà dẫn đến cái sự thành công của cá nhân tôi. Và thế là trong những cái lúc chúng ta thất bại hoặc chúng ta thành công thì chúng ta tìm ra được nguyên nhân là vì sao như vậy. Và nhất là tôi cũng đã nhiều lần thất bại và cũng đã có những kỷ niệm và có những cái dấu ấn thành công nhất định trong thời gian trước đây. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi cũng nhận ra rằng đó là cái quá trình rất là bền bỉ và cần phải có cái sự nghiêm túc, cần phải có một cái tính chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của mình.